Sườn từ gỗ hôm nay xin phép giới thiệu đến toàn thể quý bác hai mẫu tượng Phật Di Lặc Vác Cảnh Đao, mẫu mới nhất trên thị trường, và những cái tác phẩm này đều được bàn tay của người nghệ nhân sườn từ gỗ hoàn thiện ra. Mời anh em thưởng lãm ạ. Sau đây em sẽ đưa sát lại cho các bác có thể chiêm ngưỡng được những nét độc của tác phẩm này. Tác phẩm bên trái có mã là TPDL485. Đó, có kích thước cao 77, ngang 50, sâu 30, nặng 32,5 kg, có giá bán bên em là 8,5 triệu đồng. Một mẫu tượng Di Lặc tam tiểu rất là đẹp. Đó, và rất là phù hợp để các bác có thể bày trí trong nhà. Những nét đục vô cùng tinh tế, những nét mặt chú tiểu đồng thì vô cùng hóm hỉnh đáng yêu, và được chạm khắc hoàn toàn thủ công bằng tay. Trên khuôn mặt của cụ Di Lặc luôn luôn nở nụ cười rất là tươi các bác ạ. Và những cành đào được chạm khắc to tròn căng mọng, đó tượng trưng cho sự tươi mới, sự khởi đầu tốt đẹp và mang đến những điều hạnh phúc, may mắn trong tương lai. Và những nét đục vô cùng có hồn, các chi tiết ở trên cành đào đều được chạm khắc kinh bong hết ra, và những đường vân vô cùng tuyệt vời của gỗ hương ta. Và tác phẩm này rất là đẹp, rất phù hợp để các bác có thể bày trí trong không gian phòng khách của mình. Sang tiếp đến tác phẩm bên phải có mã là TPDL487, có kích thước cao 89, ngang 56 và sâu là 32. Một bức tượng Di Lặc nhị tiểu vác cảnh đào rất là đẹp ạ. Đó, các bác có thể chiêm ngưỡng được những cái nét đục vô cùng tinh tế và hoàn mỹ đến từng chi tiết một. Màu gỗ cực kỳ tươi sáng và những đường vân thì rất là đẹp các bác ạ. Và mặt chú tiểu đồng thì rất là hóm hỉnh đáng yêu với những sâu tiền này. Đó, và bên trái cũng vậy ạ, hoàn toàn là kinh bong ra hết các bác nhá. Mặt cụ Di Lặc thì luôn luôn nở nụ cười. Và hình ảnh Di Lặc vác cảnh đào là dấu hiệu biểu thị cho mọi sự tốt lành, sự khởi đầu may mắn, hạnh phúc, sức khỏe và sự trường thọ. Vì thế, tượng Phật Di Lặc vác cảnh đào mang ý nghĩa tốt lành và may mắn. Vậy, chúng ta nên đặt tượng Phật Di Lặc ở những nơi trang trọng, tôn nghiêm, sạch sẽ. Tránh đặt tượng Phật ở dưới đất sẽ tỏ thái độ bất kính. Và các bác đang có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại hotline 033 933 1111 hay 0355 678 885, và website là sườntượnggỗ.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Xin cảm ơn.